Nắng kéo hạn kéo dài á cả nhà, đục lên nó ăn ba cái dừa quá trời luôn. Bến Tre mình nắng hạn kéo dài dữ lắm á nha cả nhà. Ở dưới các huyện thiếu hụt nước trầm trọng, xe chạy ngang trước cửa nhà mình đi cho nước quá trời luôn cả nhà, ngày nào cũng chở. Có chị kênh Tường Lam Long Xuyên đó, Thanh Lam chứ, có đi ủng hộ nước ở Bến Tre, có điện mình có nhắn tin cho mình mà mình không có nhận để dành cho bà con, tại nước ở nhà mình thì cây nước máy nó ngọt, có dưới mương nó mới mặn, gặp nhà mình nó gần hãng nước nữa cho nên mình không có thiếu hụt nước nha cả nhà. Hồi sáng này không chả biết nhiêu, sáng em ngồi á người ta chạy dữ lắm, ta cho người dân mình nó thương cũng thương nhau lắm. Đây là nước mương này nè cả nhà, vô nước chứ nó mặn dữ lắm nha cả nhà. Thấy nước vậy chứ mặn á cả nhà, cho nên nó tưới dừa rồi á nó mặn cho nên không có trái trăng gì nhiều hết trơn á, nhỏ hơn vừa nhỏ nhỏ không rồi cả nhà, nước mặn cái đụng trái cho nên nó còn mấy trái nè cả nhà. Ở đây
loài này mà vừa lá vừa ta nè cả nhà. Đây này được hai hoài cả nhà, sai ghê. Thấy anh ba mình còn mạnh dữ không cả nhà? Thấy chưa? Dừa này đẹp cả nhà, mà sạch mà mát ghê cả nhà. Cây dừa nhiều lắm cả nhà, mà không có trái, cái keo không có trái cả nhà, bỏ đi một phút luôn không có bẻ được đó. Đây hồi em hả? Ông này ở trong cái ổ mối đó cả nhà. Ngỡ ông mập con cháu mình nó lên nó bắt thử rồi coi có mập không. Không có
mật cả nhà ơi, nó bỏ luôn rồi. Mình ở nhà uống nhiều chim, chim mà chim rai, chim rai bánh chè, nhưng mà rai chim thì chỉ vẫn ngọt cả nhà. Ăn tháng nắng là như là ngọt, uống là ngọt. Rồi, mình giờ lấy đồ. Uống, trời ơi. Nó lấy đồ đó, nó thật sự. Nó cảnh báo, nó bỏ bơm thôi rồi, cả nhà. Ngọt nhưng mà không có bằng dừa xiên nha cả nhà, nhưng mà nó giữ ngọt, rất nhiều cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha, cả nhà nhớ